Xin chào quý bà con và các bạn. Tôi tên là Trần Quang Duy. Giống như cái clip trước thì hôm nay tôi thông báo cái chương trình hỗ trợ khách hàng cho các bà con nuôi tôm ở vùng miền Trung và miền Bắc. Như chúng ta đã biết thì hiện nay là cái giá tôm ở thị trường miền Tây nó đang lên rất là tốt so với tuần trước, đặc biệt là trước khi có trường hợp mà lũ lụt ở miền Trung. Giá hiện nay ở thị trường Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì đã tăng lên 10.000 rồi, có nghĩa là 84.000 sang 100 con đó, tôm mau bạc đó, tín hiệu rất là tốt. Dĩ nhiên nó cũng là lý do là do cái giảm sản lượng ở vùng nuôi các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Do vậy thì đặc biệt là sau khi lũ lụt đi qua thì bà con chúng ta ở miền Trung và miền Bắc nhanh chóng tái vụ để làm sao đón đầu được cái giá tôm cao hiện nay, và cũng rất là khó khăn trong cái điều kiện mà sau bão lũ chúng ta đã hồ thiết bị mọi thứ đã được hư rất là nhiều, thì chung tay với bà con miền Trung thì cũng rất nhiều các cái đoàn thể cá nhân cũng như đặc biệt trong cái ngành nuôi trồng thủy sản này thì chắc chắn là các công ty thức ăn, các công ty thuốc và các quỹ đại lý của chúng ta sẽ cùng hỗ trợ với bà con để mỗi người sẽ góp một phần sức, một phần vật chất nào đó để chung tay chúng ta để chúng ta tái lại vụ. Và trên cái tinh thần đó thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cái gói khoảng 2.000 phần quà gửi đến cho quý bà con. Thì phần quà đó là bao gồm là một gói vi sinh, một chai dinh dưỡng tăng trọng và một chai khoáng cho ăn. Có nghĩa là phần quà nó chỉ có hai vật phẩm: vi sinh tăng trọng hoặc vi sinh cộng với sản phẩm khoáng trộn ăn. Thì tôi sẽ ngẫu nhiên gửi đến cho quý khách hàng. Thì hình thức gửi quà như thế nào? Bà con có thể nhắn tin cái địa chỉ và số điện thoại rất cụ thể tiếp vào số điện thoại của tôi là 0919 849 568, đọc lại là 0919 849 568. Và trên cái và chương trình sẽ bắt đầu từ cái clip này đến khi nào nhận hết cái phần 2.000 phần quà thì thôi. Và phần quà này chúng tôi sẽ gửi về đại lý ở các tỉnh của công ty Thần Vương, rồi sẽ nhắn tin cho bà con đến đó để bà con nhận, cầm theo tin nhắn của tôi, trả lời của tôi, rồi xong bà con sẽ nhận phần quà này. Thì giá trị phần quà này nó cũng tương đối đó, thì nó nằm từ 500.000 đến 800.000. Với những sản phẩm thì nó có được có thương hiệu trên thị trường rồi và được khách hàng dùng nhiều năm rồi, và được cấp giấy phép của Tổng cục Thủy sản cũng như tiêu chuẩn hợp quy đầy đủ, và đặc biệt những sản phẩm được sản xuất từ nhà máy GMP của công ty Thần Vương thì được kiểm soát cái chất lượng rất là tốt. Ngoài ra thì bên cạnh cái vật phẩm thì tôi cũng có một cái group Zalo, ở đó thì có bộ phận kỹ thuật và có các nhiều farm nuôi thành công. Họ sẵn sàng chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi cũng như kỹ thuật đến bà con chúng ta. Nếu chúng ta có trong quá trình nuôi có những cái vướng mắc thì những anh chị vùng nuôi thành công họ cũng sẵn sàng chung tay để giúp chúng ta cung cấp thêm thông tin và cái giải pháp kịp thời để chúng ta xử lý trong suốt quá trình nuôi. Và bà con có thể click vào cái link ở dưới cái video này để tham gia vào cái nhóm Zalo đó. Và đừng quên là đăng ký subscribe vào cái kênh của chúng kênh YouTube của tôi và nhắn tin cái thông tin địa chỉ của các bạn và vào số điện thoại của tôi, thì chúng ta sẽ gửi hàng quà tặng đến cho quý bà con. Phần quà không nhiều nhưng mà cũng đã là cái nỗ lực của tập thể của chúng tôi. Nếu tính toán thêm, nếu mà nỗ lực thêm nữa, nếu mà số lượng hơn 2.000 thì chúng tôi thông báo sau. Thì cũng chúng tôi cũng rất cảm ơn vì đã đăng ký subscribe cái kênh YouTube của Duy để Duy có tinh thần làm thêm những clip khác.
và đâu đó có thể giúp ích cho bà con trong những cái giai đoạn khó khăn này. Xin cảm ơn rất nhiều và chúc bà con tái vụ sớm và gặt hái nhiều thành công trong vụ nuôi mới, để phần nào giúp ích cái cuộc sống của chúng ta được đỡ đần hơn. Nói gì nói, ngành con tôm vẫn là cái ngành mang lại cái giá trị lợi nhuận tốt hơn hẳn so với cái ngành nông nghiệp chúng ta hiện nay. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Chào tạm biệt.